Biến cố tại giáo xứ Vụ Bản với Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, hai người đàn ông lạ mặt. Mấy giờ qua, mạng xã hội Công giáo xôn xao và loan tin chóng mặt. Hình ảnh hai người đàn ông được cho là thiếu ý thức, xông vào thánh lễ và quấy rối. Chi tiết sự việc được trang tin Tổng giáo phận Hà Nội.org tường thuật như sau. Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2022, những bước chân đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong hành trình Ngày truyền giáo của Tổng giáo phận đã tới với giáo họ Đồng Tâm thuộc giáo xứ Vụ Bản, một giáo họ non trẻ, nhỏ bé, tọa lạc bên cạnh thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Theo chương trình mục vụ 3 năm tại Tổng giáo phận Hà Nội, năm 2020 Nên Thánh, năm 2021 Hiệp Thông và năm 2022 là năm truyền giáo. Trong năm truyền giáo này, Đức Tổng Giám mục Giuse đã lên kế hoạch đến với các giáo họ nhỏ bé nhất trong Tổng giáo phận vào Chúa Nhật thứ ba trong tháng. Ngày truyền giáo của Tổng giáo phận. Ngày này đã có truyền thống từ lâu và lúc đầu được cử hành vào ngày 15 trong tháng. Nhưng kể từ năm 1956, Đức Tổng Giám mục Giuse Maria Trịnh Như Khuê bấy giờ đã ấn định ngày truyền thống này được cử hành vào ngày Chúa Nhật thứ ba trong tháng. Chúa Nhật thứ ba trong tháng 2 này, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chọn đến với các giáo họ thuộc tỉnh Hòa Bình. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, trời mưa và rét buốt dưới 8 độ C, nhưng Đức Tổng Giám mục Giuse vẫn lên đường như đã dự định. Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022, Đức cha Giuse đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ nhỏ bé của giáo xứ Vụ Bản, tọa lạc tại thị trấn Vụ Bản. Thay vì dâng thánh lễ tại nhà nguyện của giáo họ Đồng Tâm như đã dự định, hiện diện trong thánh lễ còn có cha Giuse Nguyễn Văn Thoan, quản hạt Mỹ Đức Hòa Bình, quý cha trong giáo hạt, quý tu sĩ và bà con giáo dân trong giáo xứ. Trong bài chia sẻ lời Chúa khởi đi từ tin mừng, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến đặc tính cốt lõi của Thiên Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, là tín hữu. Những người tin Chúa, Đức cha Giuse mời gọi mỗi người hãy tuyên xưng điều ấy ra nơi môi trường mình sống và thực thi lòng nhân hậu với nhau và ngay cả đối với những người thù oán mình. Cuối thánh lễ, có hai người đàn ông mặc áo mưa, bịt khẩu trang, xưng là đại diện chính quyền thị trấn Vụ Bản, xông lên cung thánh, đòi giải tán thánh lễ. Sự cố này làm thánh lễ bị gián đoạn ít phút. Tuy nhiên, cộng đoàn phụng vụ vẫn giữ được sự trang nghiêm. Trong khi đó, một số linh mục đồng tế và một số giáo dân đã ra can thiệp, đề nghị hai người này rời khỏi nhà thờ để thánh lễ được tiếp tục. Ngay sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã di chuyển tới giáo họ Đồng Tâm, cách nhà thờ Vụ Bản 5 km. Tại đây, Đức Tổng Giám mục Giuse đã cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Ngài chia sẻ tâm tình với cộng đoàn và trao tặng mỗi người cuốn sách giáo lý căn bản và bức ảnh tượng Đức Mẹ nhỏ bé. Chia tay giáo họ Đồng Tâm, Đức Tổng Giám mục Giuse tiếp tục lên đường theo chương trình mục vụ tại Hòa Bình thân yêu này. Hết trích. Nguyện xin Chúa ban cho mọi người biết tôn trọng tự do tôn giáo, đức tin, tín ngưỡng của nhau theo những gì luật pháp nước Việt Nam bảo hộ quyền tự do tôn giáo. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.